thưa quý vị trong cái lịch trình của tổng thống joe biden ngày hôm nay tại ba lan á, thì có mấy cái mục tiêu chính sau đây mục tiêu thứ nhất theo như tin tức của các hãng thông tấn và đặc biệt là bản tin của ban anh ngữ đài bbc là ông joe biden sẽ cho biết là cái sự cam kết của hoa kỳ đối với ba lan như thế nào à, cái thứ hai tức là cam kết một cách mạnh mẽ đó vì ba lan có một chung một biên giới với ukraine cái thứ hai là kết quả của họp ngày hôm qua đó cũng sẽ được loan báo là Hoa Kỳ và uh, Liên Âu và NATO uh, tăng cường cái sự yểm trợ đối với Ukraine. Hôm qua ông Joe Biden ông bảo rằng đừng lo, chính cụ sự on the way, tức là tất cả mọi võ khí mà Hoa Kỳ giúp thêm cho Ukraine đang trên đường tới. Cái điều thứ nhì là ông uh, muốn loan báo cái kết quả mà giữa Liên Âu với lại nước Mỹ đó. Là sẽ cắt giảm cái sự lệ thuộc vào cái nguồn dầu khí của Nga Mỹ thì không bị Nhưng mà nước Đức thì bị à, Chúng ta biết là hiện nay đã là Âu Châu Tất cả các nước Âu Châu Dựa vào 90% Nhập cảng khí đốt thiên nhiên Và dầu ở bên ngoài Trong đó 40% là nhập từ Nga <laughs> Xin lỗi quý vị khán giả Thì bây giờ đó Từ giờ tới năm 2027 Nước Đức nói rằng sẽ đoạn tuyệt với cái chuyện phải nhập khí đốt thiên nhiên uh, của của nga và như vậy thì anh nga sẽ xứng vĩnh, xứng vĩnh lắm. giờ dĩ mà Putin lên được cái vai trò ngày hôm nay bởi vì cái lúc mà Boris Johnson uh, rời khỏi chức vụ tổng thống đó thì cái giá dầu trên thế giới đó, nó tăng kinh khủng đó. và anh nga hưởng lợi. thì Putin lên và Putin dựa vào cái sự cái cái đà đó cho nên xây dựng được một cái hình ảnh người hùng cầm quyền 20 năm rồi và bây giờ muốn cầm quyền cho tới năm 83, 84 tuổi đó Thì không biết có sống sót được hay không Bởi vì cái lối đi ngang ngang cái kiểu đó Thế nào cũng có ngày bị bọc tai yeah.